làm mình hơn đi, tôi đâu có đụng đâu. Mỗi một giác đụng lâm đây. Này chỗ chắc hay sửa chỗ ấy luôn á, chạy chật nhẹp luôn à. Đó ra đó, ê đây là ngủ hoa dẫn rớt cục đen dưới nữa nha, cục nó hay gửi. Ơ chọt 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 cái lục giác vô để rớt nhất. Chọt cái giác. Nó rớt cái cục đó đụng trong mã nó dầu lên. Kịp. Có mày mốt để cái máy tính đó đó, tháo ra mốt vô gắn máy tính lại mệt lắm. Chào bác sĩ. Đi cái gì? Ủa anh Tú là Tấn làm giấy ca tăng ca gì ạ? Lên lên. Hồi nói nó làm xong chụp hình lại nha. Gửi lên cho mấy đứa nhân sự á. Hả? Để cốt ra luôn đi. Cho cái này nó ra làm sao nhiều hơn. Gỡ răng cưa, gỡ răng cưa, gỡ răng cưa. Chưa gỡ răng cưa, để gỡ răng cưa.
được cho nạn đâu. Nắp bên đây. Số điện thoại cho nó đây. Đó. Hiệp, Linh, Tứ. Thôi anh gọi này đi. Gọi này. Cái gì nó điện hàng kia. Đó là chip hả? Ừ. Ok.
Vô. Vô rồi đó. Giọng kho chứ gì, giọng có nguyên cái
rồi đẩy vô nè. Quên luôn à. Còn cái con gái nữa. Còn cái con kia nữa quên. Rồi, nghe cái nó lọc. Đẩy qua cho. Canh mía đi. Canh đi, canh đi. Mày cán cầu lên cưa lại ha. Còn cưa mặt nguyệt lại mới chỉnh được. Gáp cá sơ đi. Con tay có làm không? Rồi, đây rồi đó. Rồi thử đi. Rồi nó không đụng. Rồi thử đi. Còn không trắng nó huyệt với cái nắp nữa mới được được, được mình mới chỉnh cái độ thưa. Đỉnh cao công nghệ dây đồng. Không đi ba độ ba nữa. Làm cái gì? Lại ba luôn. Đâu? Để quay 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 cho anh tôi ra chút. Nhớ nha, khi chúng ta mở ốc nào thì chúng ta gắn ốc đó lại nha, đừng có gắn lộn ốc nha. Mình làm có một tay, mình vừa làm vừa quay nó hơi khó khăn chút xíu.
gắn cái kim đầu cũng được, bỏ lỗ đi, gắn giữa đi. Nó ốc đâu vậy? Không, không còn con nào hả? Lấy ốc này đi. Ừ, nhất. Ô, lấy con này nè. Tay mới gắn được. Nè. Vô giữa đi. Tao dục con ốc luôn. Trai hả? Dít đó, dít đó, dít nhẹ nhẹ, dít nhẹ nhẹ, đừng nãy, từ từ. Nhẹ nhẹ thôi. Dụ dụ nó ra. Bể đầu. Còn cần thư giãn nữa. Giãn. Vừa thấp quá. Chỉ đưa cái cọng cưa về sao biết. Tròn lên trước quá nó đừng. Cái hình sao này cũng còn thấp. Xíu nữa gãy kim nè. Thấp lắm. Nhạc hết chưa? Thừa hết luôn anh, thừa hết rồi, cắn luôn. Chỉnh thừa nhạc hết cỡ. Thừa hết cỡ được. Thank you.
qua bên kia. Nó đó. Cái gì vậy? Phải đưa vô sâu quá phải không? Mở hai lớp chát kia nữa. Tí nữa. Rồi. Thầy đâu rồi? Dạ. Thầy. Không biết nữa. Dạ dạ, tôi để đi. Nó ăn sao? Được rồi. Nhìn nè. Ừ. Dạ. Không ngờ bé biết luôn. Những người con nào vừa dứt đi. Nó ngắn chứ không dài đâu. Miếng đen nằm trong. Chú mới đãi kìm á. Hôm nay còn ốc không ta? Nè.
có bò thì sửa cho nó, không ai đẩy qua vệ sinh cho nó sơn nó đi rồi sửa sao. Để tháng rồi. Cái này nó không tác dụng gì đâu hả? Nó khoan khoan chỉnh chỉnh không kia rồi. Đúng. Hết rồi, hết rồi. Đâu mặt nguyệt á. Chỉnh này lên chút không? Ok. Ủa sao cái tầng nút nhãn kéo lên em cưa nó không chạy ra? Chạy nhiều không? Đứng kìa. Ừ có. Tại cái cầu này nhìn thấy không rõ chứ cái cầu bự năm kia thấy rõ. Rồi vậy là ok. Cái này luôn đi. Chê. Con nữa. Chưa nhớ lại luôn. Nó mở cái này ra dầu chảy chết luôn.
vô rồi đó. Hai cầu được rồi. Ok. Đây dính, đây dính, đây dính. Gãy kim nha. Mình nó chỉnh hư hư nhặt không phải mình đâu. Hai thôi. Mày ghi cái ngày lên luôn Khương. Mày ghi cái ngày nay về lên tờ giấy luôn. Ghi cái ngày về luôn. Tờ giấy nào cũng ghi hết, chữ 3 là ghi hết. Điện nó cố định rồi, chắc trái quá. Cái máy kia sao mà nó lấy gì?
có cái cây. Mẹ nó cây. Cứ làm đi. Ừ. Rồi ngay cái ghế của tao mày lấy cái cây 500 qua đây tao hít cái này lên đi. Cái lò xo á. Ê lên gãi ngóc kia đi, lên hít đi chứ. Quay ngóc kia đi. Không phải. Đâu có ghế ngồi á. Ừ. Cái kia. Ừ. Có cái lò xo dài á. Có cục 500 á, thấy không? Ngăn dưới á. Ờ nó đó. Có cái đó mới lấy là được. Đọt ốc mẹ chứ rồi. Nè. Đọt đại gì nè, đó là sao chú nó ổn ổn qua ảnh lại là chính nè. Tự cho lại hại lắm á. Nó mềm dễ chọt rồi được, cái cứng nhắc vô rồi được.
gỡ bỏ luôn đi. Làm nét không gỡ được, để cho gỡ. Rồi.